Từ thành phố Houston, chúng tôi xin trân trọng kính chào quý khán giả và các bạn đang theo dõi chương trình. Và ngày hôm nay chúng tôi rất là hân hạnh được mời luật sư Đỗ Phủ từ miền Nam Cali. Chúng tôi xin hân hạnh kính chào luật sư Đỗ Phủ. Xin chào anh Hoàng Bách và xin kính chào quý vị thính giả trên chương trình YouTube của anh Hoàng Bách. Dạ vâng, thưa quý khán giả, luật sư Đỗ Phủ là phó chủ tịch của hội đồng quản trị của đài truyền hình SBTN. Ông cũng thực hiện các chương trình bình luận trên đài SBTN. Và ngày hôm nay thì thưa luật sư, cho đến ngày hôm nay chúng ta biết là cũng gần 4 tuần lễ rồi qua cái cuộc bầu cử. Nhưng mà đến nay đó thì chúng ta hầu hết các cái tiểu bang mà chiếm địa họ đã tuyên bố là ông Joe Biden cả thắng đang có phiếu bầu. Tuy nhiên muốn qua cái thủ tục đó thì phải qua quốc hội. Thì xin luật sư, bên phía Tổng thống Trump cho tới ngày hôm nay, mặc dù ông chấp nhận để mà chuyển giao quyền lực, nhưng mà ông vẫn nói là ông sẽ đấu tranh tới cùng để ông thắng, để ông được thắng. Cái điều quan trọng mà ông kỳ vọng đó không phải thắng phiếu cử tri đoàn hay phiếu phiếu phổ thông nữa, mà ông kỳ vọng là ông lật ngược cái thế cờ của những người đại biểu của các tiểu bang cử tri đoàn đó sẽ bỏ phiếu, thay vì bỏ cho đảng Dân Chủ sẽ bỏ qua đảng Cộng Hòa. Ông lập luận là ông sẽ xoay chuyển tình hình dựa vào các yếu tố này là về mặt luật pháp. Thì xin mời luật sư Đỗ Phủ có thể giải thích, bởi vì quý khán thính giả ở hải ngoại cũng như trong nước, mặc dù qua một số tuyên truyền họ nói là Tổng thống Trump sẽ đại thắng và sẽ thắng, dân và lên tố cao pháp viện sẽ thắng, vậy thì nhân cơ hội này luật sư mổ xẻ nếu mà không thắng thì không thắng ở chỗ nào, cái yếu tố nào để mà nói là họ tin tưởng hay là họ không tin tưởng. Mời luật sư. Vâng, ông Trump đó, ông Tổng thống Trump đó, ông nói là thứ nhất đó là chúng ta phải hiểu là rất nhiều tin đồn ở ngoài, và những cái tin đồn này họ đưa ra là do, thật sự là do ông Trump đưa ra. Ông cứ nói bằng những cái email hoặc là những cái tweet của ông đưa ra là cái cuộc bầu cử này đã bị gian lận. Và cái vấn đề gian lận ở đây nó rất là dễ hiểu, tại vì những cái tiểu bang mà nó gọi là tiểu bang chiến địa đó, thì trong cái dịch coronavirus này thì họ gửi tất cả những phiếu bầu ra là những cái phiếu bầu kiểm diện. Và cái phiếu bầu kiểm diện đó thì người Dân Chủ đó họ đi bầu đông hơn là người phía bên Cộng Hòa trong cái ngày đi bầu. Và những cái phiếu kiểm diện đó khi gửi vô, nó hậu quả là tại vì có tiểu bang đó thì phiếu kiểm diện họ đếm sau, có tiểu bang thì phiếu kiểm diện họ đếm trước, thì ăn thua là cái phiếu mà ngày hôm đó là mà đi bầu tại chỗ và cái phiếu kiểm diện nó gửi về phía sau đó thì phiếu nào nhiều hơn. Và cái đó là cái người ta không hiểu, và lúc đó là cái ông Trump ông đi kiện, ông bảo là cái đó là gian lận phiếu ở chỗ đó, tức là phiếu đếm sau lại đếm và có những cái nhu cầu nào phải đếm và đếm không đúng, đó là những chuyện ông kiện. Tất cả những cái chuyện này thật sự là ông chỉ lựa những cái tiểu bang chiến địa để cái đội ngũ luật sư của ông kiện thôi. Và tất cả những đơn kiện đã bị bác, là tại vì tòa án hỏi là đâu. Ông nói là có bằng chứng gian lận, hoặc là bằng chứng người này ký dùng người kia, hoặc là có bằng chứng là những cái phiếu này được kêu gọi một cách không minh bạch. Thì phía bên luật sư của Tổng thống Trump trong 30 vụ kiện đưa ra quan tòa, gồm cả Dân Chủ lẫn Cộng Hòa, đều đã bác cái đơn này. Thì ông ta tiếp tục, ông ta lại kháng cáo án lên trên tối cao pháp viện Hoa Kỳ hoặc là tòa liên bang, để ông ta nói là những cái vấn đề mà những cái tiểu bang khi mà họ khẳng định tiểu bang này là người này thắng và đưa cử tri đoàn cho ông người thắng đó, thì ông muốn đình trệ lại cái vấn đề đó để ông hy vọng rằng ông đi vận động, như anh Bách vừa mới thấy đó, ông đi vận động bằng cách là ông đi vận động những cái tiểu bang và chiến địa đó, những cái tiểu bang nằm có đông cái đảng Cộng Hòa hơn, thì ông kêu là những người dân cử và những người đại diện ở trong cái tiểu bang đó đó đừng bỏ phiếu cho phía bên kia, và dùng cái quyền mình là đa số, chẳng hạn như mình là Cộng Hòa, thì bỏ phiếu để lựa cử tri đoàn Cộng Hòa. Cái chuyện đó là chuyện rất là dân, là không có dân chủ, tại vì trong hiến pháp Hoa Kỳ đã đề là electoral college, là cái đại cử tri đoàn đó là gồm cho người nào thắng cuộc, mặc dù họ không có nói là cấm không cho quyền phía bên mà đa số và bên thiểu số được kêu bên dỗ dỗ làm sao bên mà đa số trong cái tiểu bang mình bầu cho cử tri đoàn, nhưng mà những cái vấn đề này nó gọi là sẽ có những cái chuyện mà sẽ bị kiện nếu mà ông làm chuyện đó. Thứ nhì nữa đó là nó không dân chủ trong theo những hiến pháp của Hoa Kỳ, cho nên chuyện này tôi nghĩ ông Trump ông làm không được, nhưng mà nhiều người vẫn mơ mộng hão huyền rằng là ông Trump ông làm được, ông sẽ tới ngày ông sẽ thắng được cái chuyện này, cho nên tới ngày hôm nay cái chuyện mà kiện tụng của ông đó sẽ chưa biết là tiếp diễn tới đâu. Đúng,
chưa biết tiếp diễn tới đâu, tại vì ông có cái quyền trong vấn đề luật pháp, ông được quyền kiện, nhưng mà cái đơn kiện của anh có khả thi được hay không, nó có một cái giới hạn của nó là tới ngày mùng 10 là các tiểu bang họ phải chấp nhận. Thì ông đang kiện để ông nói là những cái sự mà chấp nhận của tiểu bang nó sẽ không có giá trị, nhưng mà cũng phải xong, tại vì tòa án họ sẽ quyết định là cái chuyện là chuyện ông kiện gọi là kiện rất là mơ hồ và không có bằng chứng. Luật sư của ông 30 vụ kiện đã bị bác hết rồi, không có vụ kiện nào mà nếu mà quý vị là có coi qua những vụ kiện, tôi có coi qua cái vụ kiện hoặc là coi ông Rudy Giuliani nói chuyện đó, thì ông nói miệng rất là hay, ông nói kiểu như tuyên truyền đó, à tôi có bằng chứng đây, bà Powell là luật sư của Michael Flynn cũng nói bằng chứng rất là kinh khủng đưa ra, nhưng mà cuối cùng mà ra tới tòa phải có những affidavit là những cái đơn khai và có những cái bằng chứng cụ thể đưa ra là cái vấn đề gian lận nằm đâu, thì họ lại không có. Tức là hoàn toàn cái trò này là cái trò mà nói miệng thôi. Như vậy thì cái kỹ thuật mà câu giờ hay là dùng một số luật sư như là bà Sidney Powell đó và ông Giuliani đó, có người cho rằng ông Giuliani đó là luật sư cá nhân của Tổng thống Trump, nhưng mà ông này cũng muốn lấy tiền, nghe nói mỗi ngày là ông Tổng thống Trump phải đưa cho ông là 20.000 chẳng hạn, thì ông muốn câu giờ để vì quyền lợi riêng tư của ông, hay là cái quyền lợi của Tổng thống Trump có nhìn thấy vấn đề là có triển vọng để thắng hay không. Bởi vì chúng ta biết là ngày tháng 7 2020 vừa qua đó, thì tối cao pháp viện có biểu quyết một cái coi như là cái sắc luật đó, là những người mà đại diện cho cử tri đoàn của cái tiểu bang đó, họ phải bỏ phiếu theo cái lòng của dân. Ví dụ như nếu là Cộng hòa thì những cử tri đoàn nó phải bỏ phiếu cho Cộng hòa, mà nếu dân chủ phải bỏ phiếu Cộng hòa, không thể đảo ngược được. Vậy thì cái sự can thiệp cũng như luật sư kéo dài đó là họ có manh nha để làm gì, thưa luật sư? Ở phía ông Tổng thống Trump, thứ nhất ông dùng cái quyền lực chính trị của ông, tức là trong cái đảng Cộng hòa đó, để ông dụ dỗ những người mà nằm trong quốc hội của những cái tiểu bang đó, như nãy tôi đã trình bày đó, là để đổi ngược thế cờ, là đừng tôn trọng cái phiếu dân chủ là phiếu phổ thông, mà hãy theo tôi, tại vì tôi là chủ tịch của đảng các anh. Cái này là một chuyện mà nó phi dân chủ, và nó có thể nó đưa tới chuyện là nước Mỹ, những cái vấn đề mà anh dùng cái quyền lực chính trị của anh để anh ảnh hưởng khuynh đảo một cái chuyện mà hoàn toàn tính cách dân chủ, là nếu tiểu bang đó anh thắng thì cái người đó sẽ được cái đặc cử tri đoàn của tiểu bang đó. Chuyện này nó chưa bao giờ xảy ra trong nước Mỹ, thì ông Trump đây là đầu tiên ông làm chuyện này, và ông hy vọng là ông làm được. Chuyện này là chuyện nó gọi là mò kim đáy biển, tôi không nghĩ là ông làm được. Nhưng mà quốc hội thì họ ra một cái luật nữa để chắc chắn là cái chuyện này ông Trump, để đề phòng những người như ông Trump sau này xảy ra có thể lợi dụng những cái lỗ hổng này và cái quyền lực chính trị của mình trong cái đảng của mình để mình đương nhiệm, mình có thể lợi dụng cái quyền đó mình đảo ngược tình thế trong vấn đề mà bầu cử. Chuyện này là không thể là xảy ra được, cho nên quốc hội mới đưa ra cái luật đó, cho nên tôi không thấy là ông Trump ông sẽ làm được chuyện này đâu. Nhưng mà ông tiếp tục, bây giờ mình phải nghĩ lại anh Bách, mình nghĩ là tại sao ông này, ông biết ông thua chứ, chắc chắn là ông có luật sư, ông thua 30 vụ rồi mà, đi kiện là những tiểu bang chiến địa thua hết rồi, thế thì tại sao tới ngày hôm nay ông vẫn không có tuyên bố là tôi thua và tôi dừng lại đây, thì ông phải có lý do. Tôi nghĩ là rất nhiều báo chí họ cũng phân tích rồi. Thứ nhất đó là cái thuế má của ông Trump, mình không biết là ông có khai thuế về những công ty đầu tư của bên Trung Cộng như thế nào hay không, mình không biết. Và cái sự mà liên hệ giữa con gái ông với những cái thương hiệu Trung Cộng, mình không biết. Thứ nhì nữa đó là những cái công ty của ông đang bị truy tố về vấn đề thuế má của nhiều tiểu bang khác nhau, và chủ nợ đó của các công ty tư nhân thì đang gọi là đòi nợ của ông sau khi ông hết làm tổng thống. Nhưng mà ông Trump á, ông có một cái đặc điểm này là ông trong cái thời gian này ông đã có một số rất đông người đi theo ông, nó gọi là đạo Trump. Thì những người đi theo đạo ông Trump này nè, mà theo ông Trump một cách tuyệt đối mà không có cần biết là cái người lãnh tụ của mình đã làm đúng hay làm sai đó, thì những người này đó là sẽ chắc chắn sẽ là những người ủng hộ tiền cho ông Trump. Anh thấy ông 70 triệu dân mà. Ông ta ra, ông ta mở một cái đài YouTube, ông là ta làm cái phát, ông ta những công ty của ông ta thất bại hết, ông ta trong 70 triệu người đó, ông ta chỉ cần lấy mỗi người, tôi nói ví dụ nha, ông chỉ cần 1/3 đi theo ông ta thôi là khoảng chừng 20 triệu người thôi, tôi cho là 20 triệu người thôi, ông xin mỗi người 1 đồng một tháng, chắc chắn là có những người sẽ rất là nghĩ là ông này là một như một ông tổng tư lệnh của mình vẫn còn quyền chức và đi mê ông và vẫn cho tiền ông. Bây giờ cứ người có 1 đồng này tháng có 20 triệu rồi, thì anh nghĩ ông mở một đài TV hoặc là ông mở một cái YouTube channel của ông, rồi ông dùng cái tiền đó không những là ông nuôi bản thân của ông,
ông còn dùng cái tiền này để ông đi ông ảnh hưởng phía bên Đảng Cộng Hòa. Ai chống lại tôi không cho tiền. Và ai ra ứng cử mà không theo cái chính chủ thuyết của tôi và chủ thuyết và cái đường hướng của tôi thì tôi sẽ không cho tiền và tôi sẽ kêu gọi người ta đừng bầu cái người đó. Cho nên cái càng ở trong cái vị trí này càng lâu đó thì ông Trump càng có lợi trong cái chuyện mà quyền lực của ông sau này. Có thể cho ông, có thể cho con cái ông. Dạ vâng, có người nêu lên cái vấn đề này thì luật sư nghĩ sao? Thường thường đó, khi một người có quyền lực thì họ có cái hào quang, họ có cái power để người ta theo. Nhưng mà người ta theo rõ trong vòng 3 tuần lễ vừa qua đó, thì chính Tổng thống Trump có ngày hôm qua thì có xuất hiện trong cuộc họp báo thôi. 21 ngày vừa qua, ổng không có trả lời các báo chí. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, các trợ lý quan trọng của ổng đó thì gần như là họ cũng bỏ cuộc, bởi vì họ cũng đi tìm việc làm khác ngay trong cái tòa bạch ốc mà ông McMurdo là chánh văn phòng đại diện đó, thì ông cũng nhắc nhở là quý vị phải làm việc. Tức là những người này họ bắt đầu lơ là và họ buông, bởi vì còn đâu có gần 50 ngày nữa thì họ đâu có cần thiết tha gì nữa, cho nên họ rút lui. Và người ta nghĩ rằng là khi mà nêu lên tất cả những cái sự kiện này, cũng như là chúng ta thấy là các cái nhà tỷ phú như là JP Morgan Chase hay là những nhà tỷ phú về đầu tư đó, trước đây là cố vấn cho Tổng thống Trump, nhưng mà bây giờ họ cũng nói là ông phải bàn giao, bởi vì họ bảo vệ đất nước và họ bảo vệ quyền lợi của họ nữa. Thì ông Joe Biden là cái người mà coi như mặc nhiên được thắng rồi, thì kéo dài, càng kéo dài thì cái nền an ninh của Mỹ càng nguy hiểm, càng kéo dài thì kinh tế nó càng khó khăn. Thì luật sư lý giải ra sao về vấn đề này? Tôi nghĩ là tất cả những người mà nhìn vô thì thấy chuyện đặt một đất nước lên đó, thì của chúng ta đất nước Hoa Kỳ, thì mình thấy rõ ràng là cái nền an ninh quốc gia cũng như là cái mà có lợi cho người dân, là cái sự mà chuyển nhượng quyền hành nó càng sớm thì nó càng có lợi cho đất nước. Tại vì cái người mà tổng thống kế nhiệm lên, họ sẽ có thời gian để họ giải quyết chuyện nhiều hơn. Và nó rõ nhất là chúng ta nằm trong cơn đại dịch này. Nhưng mà mình trở lại, mình phải hiểu cái tính tình của ông Trump. Ông Trump không phải là nghĩ tới cái chuyện mà quyền lợi của đất nước, ông đặt chuyện đó lên trên. Mà ông đặt cái quyền lợi cá nhân của ông lên trên. Chúng ta đã biết chuyện này từ lúc mà ông ta đi bầu và ông ta ứng cử, là ông đặt quyền lợi cá nhân của ông ta lên trên và đặt cái quyền lợi của một người thương mại lên trên. Và nhiều người đã bầu cho ông Trump vì cái lý do là họ nghĩ rằng là cái quyền lợi của thương mại của ông Trump đó, nếu ông đặt chuyện đó lên trên, ông sẽ dùng cái đó để ông đặt quyền lợi nước Mỹ lên trên. Và những cái khẩu hiệu gọi là America First sẽ là những cái chiêu bài của ông Trump. Người ta nghĩ là ông sẽ đặt quyền lợi đất nước Hoa Kỳ lên trên. Nhưng mà tất cả những hành động của ông đó, miệng thì nói là America First, nhưng mà về đường lâu đường dài đó, thì tất cả những gì ảnh hưởng tới người dân, hoặc là những cái chuyện mà người dân bị chết vì coronavirus, hoặc là những cái chuyện mà an ninh của nước Mỹ không quan trọng bằng cái sự mà cái quyền lực của ông Trump còn lại để ông tồn tại được. Và ông tiếp tục gửi ra những cái tweet, những cái email trong cái những cái cơ quan vận động tranh cử của ông Trump đó, là tới ngày hôm nay vẫn còn bầu cử gian lận. Nếu mà nói bầu cử gian lận thì 2016 chắc chắn là ông Trump cũng bị gian lận, tại vì phía Nga đã giúp đỡ ông Trump. Cho nên trong chuyện này đã nhiều người gốc Việt chúng ta không thấy cái chuyện xảy ra và vẫn nghĩ là tới ngày hôm nay đó, và họ nhận những email của ông Trump, họ nhận những email xin tiền, những cái email mà của những người mà đưa ra nói là ông Trump vẫn còn cơ hội thắng. Đây là những cái chuyện mà ông Trump đang dụ dỗ tiếp tục để ông củng cố quyền lực của ông, chứ không phải ông đặt cho cái chuyện quyền lợi đất nước Hoa Kỳ lên trên này. Chúng ta biết thấy con người của ông này. Như vậy thì dưới cái nhìn của luật sư đó, một cách khẳng định đó, bởi vì ở trong nước đó, thì những người mà ủng hộ Tổng thống Trump vẫn còn tin tưởng rằng là cái thế cờ đảo ngược, thì với cái nhìn của luật sư, nhìn về cái mặt luật pháp, nhìn về cái mặt mà phiếu phổ thông cũng như phiếu cử tri đoàn, chúng ta thấy là coi như ván đã đắm thuyền, không thể đảo ngược được. Luật sư nghĩ sao? Vâng, tôi nghĩ là cái chuyện này là chuyện hoàn toàn là không có cái cơ hội nào của ông Trump cả. Người Việt Nam bên Việt Nam, tại vì không hiểu luật đất nước Hoa Kỳ, nhiều người còn nói là cái chuyện này là cái chuyện mà đúng nữa, và họ ủng hộ ông Trump, thì tôi cũng không hiểu lý do tại sao, mà có nhiều lý do đấy. Họ hiểu rõ là tại sao họ ủng hộ ông Trump. Tôi đoán đó, dân Việt Nam mình theo cái sự nhìn của mình đó anh, thì tôi thấy những cái Facebook, những cái email họ gửi qua đó, thì họ cứ nhắm mắt lại, họ bảo là tại vì ông Trump không có những khẩu hiệu gọi là mạnh tay với Cộng sản Trung Cộng, cho nên đó, Việt Nam mình đó, họ ùa đi, họ bầu cho ông Trump. Đó, ở bên Việt Nam đó, họ thích ông Trump. Và cái nguồn dư luận đó đó, trong đó cũng có bàn tay của Cộng sản Việt Nam nó dính vô nữa. Tại vì như thế này, nếu mà người dân Việt Nam mình á,
cứ đi theo ông Trump và dùng ông Trump và Hoa Kỳ là một cái đầu tàu để đánh với Trung Cộng. Còn mình là dược tiểu, sẽ không bao giờ đánh với Trung Cộng hết. Thì sẽ họ sẽ không bao giờ quay trở lại, họ trách chính quyền Cộng sản là đã bạc nhược và nhu nhược trong vấn đề chống Trung Cộng. Cho nên trong cái chuyện này đấy, Cộng sản Việt Nam sẽ có những dư luận viên rất nhiều lên Facebook gọi và thọc vô cộng đồng chúng ta để chúng ta đánh nhau, và họ được hưởng lợi trong đó. Và rất người ở trong nước đã rơi vào cái bẫy này. Cho nên mấy cái nguồn tin là ông Trump muốn đánh Trung Cộng. Chút xíu chúng ta sẽ nói tới chuyện ông có đánh Trung Cộng hay không. Thật sự ông là một người rất là yếu hèn cho vấn đề đánh Trung Cộng. Dạ vâng, cảm ơn luật sư. Bởi vì ở trong nước đó chúng ta biết là khi mà năm 2019 thì phải, khi mà tới Hà Nội lần thứ hai đó, gặp ông lãnh tụ Bác Hằng đó, thì ông còn ca tụng là cái mô hình của Việt Nam có thể áp dụng cho Bác Hằng, và ông khuyến khích Bác Hằng. Như vậy thì ông cũng đề cao cái mô hình của Cộng sản Việt Nam, cho nên nói là để ông chống Cộng sản Việt Nam thì cái điều đó chắc là không xả ra. Nhưng mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thích ông Tổng thống Trump hơn là thích ông Joe Biden, bởi vì ông Tổng thống Trump dễ chứ mà dễ điêu hơn. Ông tính vậy đó, nhưng mà chỉ có quyền lợi là ông sẽ quay đi. Bây giờ mình trở lại, thưa luật sư, trong những ngày vừa qua thì chúng ta thấy là ông Joe Biden đã công bố một thành phần, hé lộ một thành phần nội các của ông ta. Và trong cái nội các này thì với cái nhìn của luật sư, liệu rằng với những cái nhân vật mà chúng ta vừa biết được như Bộ Ngoại giao, một số Bộ Tài chánh, thì với cái nhìn của luật sư đã tạo niềm tin cho người dân Hoa Kỳ và thế giới chưa? Khi mà ông Joe Biden, ông nói là ông sẽ, nước Mỹ sẽ trở lại với các nước đồng minh trên thế giới, thưa luật sư. Vâng. Với những người mà ông Biden, ông mới đề cử vô những cái chức vụ nằm trong nội các của ông Trump, về vấn đề mà từ vấn đề ngoại giao tới vấn đề mà kinh tế, thì chúng ta thấy là ông Biden đó, ông dùng những cái người mà có kinh nghiệm, và thứ nhì là những người này, những người có những cái nhìn và có những cái sự hiểu biết sâu ở trong vấn đề mà đưa kinh tế cũng như là về vấn đề mà quyền lợi, hoặc là đặt những cái chuyện mà biết thương lượng với những nước khác để kéo Hoa Kỳ trở lại cái vị thế là cường quốc cũng như là lãnh đạo thế giới. Cho nên trong cái chuyện mà bổ nhiệm của ông Trump này đưa ra đó, dĩ nhiên trong đảng Dân Chủ đó, nó có nhiều phe, từ phe cấp tiến tới phe cực cấp tiến, rồi có những phe cấp tiến vừa vừa, và có những phe gọi là chỉ hơi cấp tiến một chút, nó có những những người trung dung nữa. Thì ông Biden đó, ông với cái khẩu hiệu là ông ứng cử và ông sẽ mang lại cái sự trung dung mà hơi cấp tiến cho nước Mỹ, chứ không phải là cái hình thức là hoàn toàn thật là cấp tiến, thật là thiên tả. Cho nên trong trường hợp này ông bổ nhiệm những người gọi là trung dung, và nếu có trung dung thì cũng thiên về xã hội tính một chút. Cho nên trong trường hợp này tôi nghĩ là ông đã thỏa mãn và ông làm đúng cái lời hứa của ông đó. Lúc mà ông tranh cử đó, ông cần cái sự mà hàn gắn của nước Mỹ. Và cái sự hàn gắn của nước Mỹ không thể nào mà anh đi hoàn toàn lại cấp tiến được, giống như ông Bernie Sanders. Hoặc là anh đi kiểu như ông Trump mà ông đang kêu gọi là cái sự quá khích của phía bên hữu, đưa ra vấn đề kỳ thị luôn những chiêu bài đó, thì nước Mỹ sẽ không hàn gắn được. Mà nước Mỹ cần cái sự trung hữu hoặc là trung tả, tức là nó phải có cấp tiến vừa thôi. Mà nếu mà trung hữu đó thì cũng hữu vừa phải, tức là gọi là bảo thủ vừa phải, chứ không phải là qua quá sức như là ông Trump. Và Biden đang làm chuyện này. Dạ vâng, cảm ơn luật sư. Thì thưa quý khán giả, trong cái đảng nào cũng có bảo thủ và gọi là cấp tiến hết. Ví dụ như Cộng hòa thì họ cũng có gọi là cực hữu. Rồi Thi Ba Ly đó, họ thành lập ra để mà họ thúc đẩy một số người gọi là đảng Cộng hòa cho nó bảo thủ. Rồi gọi là trong Cộng hòa nhưng mà là cấp tiến. Thì cái cấp tiến của Cộng hòa nó gần gũi với bảo thủ của bên Dân Chủ. Và bên Dân Chủ cũng vậy. Cái thành phần như ông Bernie Sanders hay bà Warren, hay là một số người như trong Dân Chủ như cô AOC rồi đó, cũng là cái thành phần rất là cấp tiến. Và ông Joe Biden thì ông đi về khuynh hướng trung dung, bởi vì nước Mỹ càng này khuynh hướng trung dung. Thưa luật sư, qua mấy ngày vừa qua trên tờ Politico thì họ có nhắc tới là sau khi mà ứng cử viên đắc cử đó, ông Joe Biden bổ nhiệm một số người, thì họ nói là cái người của họ chưa thấy, tức là họ cũng ganh tị. Họ nói là trong khi làm việc để vận động tranh cử đó, có một số người của những người gọi là thiên tả đó,
à, họ bây giờ họ đòi yêu sách là không thấy bổ nhiệm, mà bổ nhiệm là những người đa số là những người có kinh nghiệm và làm việc ở dưới thời cựu tổng thống Clinton hoặc Obama. Thì luật sư lý giải ra sao về làm sao để ông Joe Biden có thể đáp ứng được nguyện vọng của những người mà cấp tiến đó, thưa cấp tiến và thiên tả? Cái này là vấn đề mà ông có lẽ là ông Joe Biden ông phải thương lượng, và ông sẽ nói chuyện với họ cũng như là những người nhân viên trong nội các của ông ta sẽ nói chuyện với những người mà thật là cấp tiến này, và họ những người thật là cấp tiến này, đây là cái ván đây là cái ván bài mà cái chuyện mà trong cái chuyện thương lượng với ông Joe Biden mà họ phải trả giá, là không thể nào anh đòi hỏi 100%, anh có thể đòi hỏi được 50% trong những cái chuyện mà anh muốn. Tại vì những cái tiêu đề mục tiêu của nước Mỹ đặt ra đó, là ông Joe Biden ông nói là tôi sẽ không có phải là người mà thật là cấp tiến và sẽ phải là cái người mà không chịu đi thương lượng. Đấy, mình biết rồi, khi mà anh thương lượng thì bắt buộc có những cái giá trị về cấp tiến của mình đó sẽ bị phía bên bảo thủ họ đưa ra những cái trả giá. Và nếu mà là một người làm chính trị đó mà để hàn gắn nước đất nước Hoa Kỳ thì mình phải có cái sự nó gọi là trung dung và có cái sự mà hiểu biết nhau và đặt đến mục tiêu chung, thì lúc đó mình sẽ có sự tương nhượng ngay trong đây. Và họ có nói gì đi nữa thì cái chính sách của Joe Biden vẫn là cái chính sách hàn gắn, và hàn gắn chắc chắn sẽ có những sự tương nhượng. Dạ vâng, làm sao mà tất cả những người dân chủ và cộng hòa phải đặt cái quyền lợi của quốc gia lên trên là cái quyền lợi phe nhóm của mình. Quý vị biết là trong chính trị là lúc nào cũng có trong đảng phái đó, lúc nào cũng nói là đưa người của chúng tôi, cho nên thường thường họ đảng phái thì họ nói là bè có bè phái, thì lúc nào cũng vậy trong chính một cái nữa đó anh Bách, là người gốc Việt mình đó, những người bên Việt Nam hoặc là những người ở bên Hoa Kỳ, nói chung người bên Hoa Kỳ nhiều lúc họ không có phân biệt được cái chương trình nó gọi là cái chữ socialist đó. Tiếng Mỹ mới dịch ra mà, tại vì tiếng Mỹ mình dịch cái tiếng Việt nó gọi là chương trình xã hội chủ nghĩa đây, cho nên họ nghĩ cái đó là liên tưởng tới cộng sản. Thật sự đây là cái vấn đề mà đảng dân chủ bên Hoa Kỳ là nó có nhiều chương trình dân sinh chứ không phải là cộng sản, và cái sự cộng sản nó khác với lại vấn đề mà nhiều chương trình dân sinh của bên dân chủ đó, là cộng sản họ chỉ có độc đảng thôi. Trong khi nước Hoa Kỳ và đảng dân chủ lúc nào họ cũng tôn trọng cái chuyện mà có nhiều đảng phái không độc tài, nên chúng ta phải nhớ là cộng sản là độc tài. Mà nhiều người gốc Việt mình cứ bảo là đảng dân chủ là bị cái chiêu bài của ông Trump đưa ra, bảo rằng là phía bên đảng dân chủ là coi như là vấn đề là cộng sản, chứ nó hoàn toàn sự hiểu biết sai lầm về vấn đề mà bên phía bên dân chủ đó có nhiều chương trình dân sinh hơn là cộng hòa. Vấn đề là anh nằm ở bên nào, một bên là họ bảo vệ các cơ sở thương mại, một bên là các chương trình dân sinh. Dạ vâng, một số người Việt Nam ở hải ngoại cũng như trong nước vắt lẫn lộn, hay nói một cách khác là không hiểu cái chủ trương của hai đảng. Cái đảng cường họ khác, ví dụ đảng Cộng Hòa là họ chủ trương làm sao có sức mạnh để đầu tư ra bên ngoài để mang lại nhiều tiền. Cái trong khi đảng Dân Chủ thì họ chú trọng tới cái giá trị, tức là cái nhân phẩm và cái nhân quyền của con người, và họ xây dựng cái cộng đồng hay là xây giúp đỡ cho người nghèo. Người quá giàu thì phải làm sao giúp đỡ người nghèo, bởi vì ở bên Âu Châu hay là bên Canada, khi mà những người mà họ không có công ăn việc làm, họ bệnh thì họ rất là yên chí là họ có thể vào nhà thương được. Thì cách đó là giúp cho xã hội chủ nghĩa, như là các nước ở Bắc Âu chẳng hạn, họ là xã hội chủ nghĩa. Bởi vì bị người Việt Nam chúng ta bị lẫn lộn giữa cái chủ cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cho nên họ nghe cái xã hội chủ nghĩa cứ nghĩ là cộng sản. Nhưng mà thật sự làm sao mà cộng sản khi hàng trăm tỷ phú, hàng trăm người tỷ phú, hàng ngàn người triệu phú và các công ty lớn ở đây, làm sao họ chấp nhận cộng sản được? Cho nên khi mà mình ủng hộ ai đó, mình đừng có chụp mũ là ô dân chủ là thủ tả, dân chủ là xã hội chủ nghĩa, cái là hoàn toàn sai, thưa quý vị. Bây giờ qua cái cuộc bầu cử rồi, cái thẩm định đó là cái người dân Mỹ họ đã bỏ phiếu rồi, chúng ta theo cái quyết định đó, và chúng ta cũng gạt lại cái vấn đề quá khứ là bầu cho ai nữa, chúng ta nhìn về tương lai. Bây giờ thưa luật sư, chúng ta biết là qua cái nội các, luật sư đánh giá như thế nào về cái chính sách ngoại giao mà ông Joe Biden chủ trương là nước Mỹ sẽ trở lại trên thế giới và trở thành lãnh đạo? Ông Joe Biden đó, ông sẽ có cái chuyện mà ông sẽ có nhiều đồng minh hơn để ông trở lại trong vấn đề mà thế giới. Chúng ta cũng biết đó, là một ông tướng mà đã từng là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ là ông James Mattis đó, đã nói cách đây vài ngày trong những cái chương trình mà ông được phỏng vấn đó, ông bảo là cái chuyện đầu tiên của phía bên ông Joe Biden đó, nếu mà lên cầm quyền, là bắt buộc phải dục thùng rác
chứng minh tiếng Mỹ nó gọi là toss away đó, dục thùng rác cái chính sách America First của ông Trump, tức là nước Mỹ ưu tiên. Ông đã đặt, ông bảo đã đi vào phải trở lại cái sự engagement, tức là cái sự mà nói chuyện cũng như là làm việc với đồng minh của mình. Đây là cái chuyện mà ông John Mattis, Jim Mattis, ông đã khuyên phía bên ông Joe Biden. Và thật sự là không cần lời khuyên của ông Jim Mattis, ông Trump, ông tổng thống Biden đó, ông tổng thống đắc cử Biden, ông sẽ có những cái tương tự như là phía bên thời Obama Biden trước đây về vấn đề mà gọng kềm đối với lại những nước như là Trung Cộng cũng như là về thế giới đó, thì sẽ kêu gọi nhiều nước hợp tác với mình hơn trong cái chuyện mà Hoa Kỳ vẫn là lãnh đạo nhưng mà sẽ có những cái sự hợp tác của nhiều nước khác hơn để cho thế giới ổn định hơn trong cái chuyện mà anh chặn lại những cái chủ nghĩa bá quyền. Thì đây là một cái nhìn mà nhìn chung của ông Biden, tôi thấy là cái trong đường hướng ngoại giao nó sẽ là như vậy. Và nếu mà cần thiết thì vẫn đánh, và đánh kiểu như là đánh giết Bin Laden đó, tức là sao, giết bằng cách là cho đi ám sát hoặc là những dùng cái vấn đề mà quân sự của Hoa Kỳ để có áp lực trong cái chuyện mà áp lực những cái nước nhỏ khác Trung Đông tới Trung Cộng, là nước lớn đó, thì dùng vấn đề quân sự để áp lực vừa vấn đề thương mại cũng như là quân sự để giải quyết những cái biến động ở trên thế giới, chứ không phải như ông Tổng thống đưa vô là bảo America first, cái gì cũng Mỹ ưu tiên và sống chết mặc bay, và sau đó đó thì những hậu quả không lường nó xảy đến. Thì nó bảo sorry, tại lúc đó tôi nghĩ tới chuyện America first, tức là không nghĩ tới đường dài đó, thì tôi không nghĩ là chính sách ngoại giao của Biden sẽ là giống như của Tổng thống Trump, tức là sẽ có những cái chuyện mà gọi là vá víu với ông Trump, tức là đi thương lượng song phương. Và cái thương lượng mà của ông Trump là song phương, là dùng cái quyền lực của mình Hoa Kỳ đi thương lượng với từng nước một đó, tôi nghĩ đây là cái chuyện mà ông Biden sẽ khác với ông Trump, là họ sẽ dùng cái quyền lực của nhiều nước, của từng khối một để thương lượng với một nước, tức là không phải song phương. Nhưng ông Trump rất là đơn độc, lẻ loi và tốn đạn và tốn tiền dân Hoa Kỳ. Dạ vâng, một vấn đề rất là quan trọng mà có lẽ người Việt Nam trong nước và hải ngoại rất là quan tâm. Tức là khi mà năm 2016, khi Tổng thống Donald Trump mà thắng cử đó, chúng ta biết là cái hiệp ước gọi là xuyên Thái Bình Dương, tự do mậu dịch xuyên Thái Bình Dương đó, thì đã là 12 nước thì Tổng thống Trump đã rút tay ra. Và chúng ta biết cái hiệp ước TPP đó là nó rất là quan trọng, đây là cái gọng kìm về kinh tế để cô lập Trung Cộng, nhưng mà Tổng thống Trump đã bỏ ngỏ và đã rút tay ra. Quý vị mà cho rằng là quý vị là những người chống cảm, quý vị là nói rằng ai mà đi theo đảng Dân Chủ hay hỗ trợ chống lại Tổng thống Trump đó là xã hội chủ nghĩa, thì đây là cái kết quả mà rất là rõ ràng. Khi bây giờ chúng ta thấy là cái TPP đã Mỹ không còn chân trong đó, và sau đó còn 11 nước thì Nhật họ thành lập là CPTPP. CPTPP họ là người đứng đầu. Thì bây giờ chúng ta thấy vào ngày 15 tháng 11 vừa qua đó, thì trong cái cuộc họp thì chúng ta thấy là Trung Cộng là nước đứng đầu hay dẫn dắt 14 nước còn lại, tức là họ ASEP và họ đã ký kết. Và cái ASEP rất là quan trọng, thưa quý vị, 2.2% dân số ở trong cái ASEP này, và tổng sản lượng của 15 nước này đó là bằng tổng sản lượng 1/3 tổng sản lượng của thế giới. Vai trò của nó rất là quan trọng. Bây giờ đó thì Trung Cộng họ tìm cách họ cô lập Mỹ. Mỹ không có sân chơi ở Á Châu Thái Bình Dương. Và nếu bây giờ họ còn ngỏ ý đó, Thủ tướng Nhật vừa rồi cũng tuyên bố là Trung Cộng còn ngỏ ý là họ muốn gia nhập vô CPTPP nữa, thì rõ ràng là chúng ta thấy là Mỹ đã thất bại trong cái vấn đề ở Biển Đông hay là vấn đề cô lập Trung Cộng. Thì xin luật sư, dưới cái nhìn của luật sư nghĩ sao? Chúng ta phải nhớ lại Trung Cộng có mạnh hay không mạnh là do quyền lợi kinh tế có mang lại lợi nhuận cho Trung Cộng, để Trung Cộng tiếp tục có tiền và phát triển vũ khí hay không. Cái đó là cái quyền lợi của Trung Cộng. Thì trong cái hiệp ước mà ASEP đó, thì chúng ta thấy là ông Tổng thống Trump đã hèn yếu, và coi như hèn đây tôi nói là hèn yếu trong chuyện không có một cái chương trình cụ thể nào để đánh với Trung Cộng cả. Mà cái sự hèn yếu của ông đây là ông nhượng bộ với những thế lực mà đại tư bản ở trong nước Mỹ, để cho ông ta đã không ký cái TPP với lại phía bên Đông Nam Á. Và nếu mà ông giữ được cái gọng kềm TPP hồi trước đây như Tổng thống Obama cũng như ông Biden đã làm đó, thì chắc chắn là ông tạo được gọng kềm đó. Và ông vừa có anh Ấn Độ để ông bán vũ khí, và ông có mặt cô lập kinh tế anh Trung Cộng bằng TPP.
cái sự rút và ông ra đó, và chúng ta và ông lên ông cầm quyền, ông cũng biết đó là từ 2012 Trung Cộng đã là người đứng đầu để thành lập cái và kêu gọi thành lập cái hiệp ước ASEP này, và ông ta lên nắm quyền là 2016 thì ông ta lập đặt ông ta rút ra khỏi cái chuyện mà TPP, tại vì ông sợ những thế lực ở trong Hoa Kỳ sẽ nói là ông không để chính sách Hoa Kỳ ưu tiên trước. Đây là sự hèn hạ của vấn đề mà chính sách của Tổng thống Trump và không bao vây Trung Cộng đó. Nó đưa ra hậu quả bây giờ là Trung Cộng lập được cái khối ASEP này. Trong khi Hoa Kỳ đó thì không có một khối nào bên Đông Á cả, Đông Nam Á cả. Giống như là Hoa Kỳ đã đem bán cả cái khu Đông Nam Á đó cho anh Trung Cộng. Thì đây là cái sự một cái sự hèn yếu về vấn đề mà chính sách nhìn nhận của Tổng thống Trump, cũng như là cái chuyện mà ông ta cô lập lại để chỉ nghĩ tới bản thân của mình thôi. Thì cái hèn yếu đây là không nghĩ tới cái chuyện mà lâu dài anh Trung Cộng sẽ vượt qua mình, và hậu quả là anh đã ký với lại 15 nước khác rồi. Thì đây là một cái tát vào mặt anh Hoa Kỳ và tát vào mặt của Tổng thống Trump, cho ông ta biết là ông ta quá yếu trong cái chuyện mà ngăn chặn anh Trung Cộng. Anh chỉ mang cái sức của mình ra thôi, nhưng mà anh quá yếu trong cái chuyện để Trung Cộng đã dụ dỗ được 14 nước khác vô trong cái chương trình ASEP này. Thì đây là một thất bại to lớn của ông Trump trong cái chuyện mà như anh Bác nói đó, là tới 1/3 kinh tế. Và nếu Trung Cộng họ nắm được hiệp ước này, tất cả hàng hóa cho những nước trong đây có Cộng sản Việt Nam nữa và những Đông Nam Á đó, thì chắc chắn là Trung Cộng như là cọp mọc thêm cánh. Và đây là thất bại do sự hèn yếu của ông Trump đã không có chịu ký vào cái TPP ở trong này và không có thúc đẩy cái TPP của ông Obama đưa ra. Đây là một chuyện thất bại rất là lớn của Hoa Kỳ. Dạ vâng, khi mà xoa trực về châu Á Thái Bình Dương, tức là 2009 là bắt đầu, và trong cái nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Obama, khi đó bà Clinton là Ngoại trưởng, thì chúng ta thấy cái chính sách xoa trực đó không phải là dân chủ hay Cộng hòa. Đây là cái chiến lược chung của nước Mỹ. Và Tổng thống Trump đó, bây giờ có thi hành hay không đó, là cái chính sách chung của nước Mỹ. Có điều là khi mà tấn công vào Trung Cộng thì ông dùng là song phương, như là luật sư vừa nói. Cái vấn đề trong ngày hôm nay đó mà gọi là thảo luận song phương với thảo luận đa phương đó, là cái đó hoàn toàn song phương nó không đạt hiệu quả, bởi vì cả tập thể. Còn song phương đó, thì mình khó nói lắm. Đạt được cái này nhưng mà không đạt được tập thể. Rõ ràng là Trung Cộng họ đi trước một bước trước Hoa Kỳ. Bây giờ thì cái câu hỏi với luật sư là như vậy thì liệu cái chính sách khi ông Joe Biden trở thành tổng thống và cái chính của châu Á Thái Bình Dương, hay là cái chính sách đối với Trung Cộng, thì luật sư nghĩ có gì thay đổi, hay là mạnh tay hơn hay là yếu hơn? Chắc chắn là ông Biden sẽ mạnh tay hơn ông Trump trong cái vấn đề mà đường dài đấu với anh Trung Cộng, trong cái chuyện mà từ kinh tế tới vấn đề mà quân sự. Tại vì kinh tế là anh phải bao vây anh Trung Cộng trước. Nhưng mà rất khó đó, là tại vì ông Trump giống như là trong cái trường hợp này là những cái nước Đông Nam Á, chẳng hạn như anh Cộng sản Việt Nam đi, hoặc là những anh mà Campuchia, trong đó có mình, chúng ta biết có một số nước khác nữa. Giống như mình có bạn gái mình sắp sửa lấy cô bạn gái mình, nhưng mà cô bạn gái mình bây giờ lại đi không lấy mình nữa, đi lấy chồng. Thì trong trường hợp này là Cộng sản Việt Nam sẽ phải theo Trung Cộng, tại vì trong cái hiệp ước về kinh tế này đó là những cái hàng hóa cho nhau không có thuế. Thì chắc chắn là Cộng sản Việt Nam họ sẽ về sinh tồn, họ sẽ đi với Trung Cộng. Thì giống như là bạn gái mình lấy chồng rồi đó, bây giờ mà ông Biden mà muốn lấy lại bạn gái mình cũ của mình đó, bảo bắt thứ nhất là bắt bỏ chồng rồi mới cua cái người bạn gái đó trở lại mình. Cho nên chuyện rất khó, mình nói nôm na là rất khó chứ mà dễ, mà đó là chính sách lâu dài của Biden, hy vọng ông làm được. Và đây nó cần ít nhất là cái nhiệm kỳ cũng phải 8 năm chứ không phải là 4 năm theo cái chính sách đó, để tháo gỡ tất cả những cái lỗi lầm hèn yếu của ông Trump đã để Trung Cộng anh xâm chiếm vào cái sân của mình. Chúng ta cũng biết là trước khi mà Cộng sản Việt Nam ký vô cái hiệp ước này, ông đã cử ông Mike Pompeo đi qua bên đó để nói chuyện với Cộng sản Việt Nam. Cũng nhiều nước châu Á là bị bấn loạn lên đó trước đó vài ngày. Nhưng mà cuối cùng trong Hoa Kỳ á, vì cái chính sách mà hèn yếu mà không có coi trước và không đoán được nước cờ của Trung Cộng đi. Mà đúng là ông Trump phải thấy được, tại vì Trung Cộng đã thành lập cái ASEP từ 2012. Cuốn lên gửi những người như ông Pompeo đi, nhưng mà đâu có kịp rồi. Cuối cùng Cộng sản Việt Nam nó vẫn ký vô. Và tất cả những nước Đông Nam Á khác vẫn ký vô. Cho nên cái sự vận động của Hoa Kỳ lúc đó nó quá trễ rồi, quá cầu thả, quá không có cẩn trọng trong cái chuyện chống Trung Cộng ở đây. Cho nên ông Biden chắc chắn là cái nội các của ông lên sẽ có cái đường hướng chống Trung Cộng mạnh hơn và hữu hiệu hơn so với lại ông Trump. Mình có thể mình không biết, mình nói về con người của ông Trump, có thể ông có những cái công ty nào ở bên Trung Cộng chăng, mình không biết. Tới ngày hôm nay thuế má ông vẫn chưa được đưa ra. Có những nguồn tin cho biết là ông Trump có thể có một số đầu tư của Trung Cộng, mình không biết. Có thể có phải là ông đặt cái quyền lợi cá nhân của ông lên trên hay không, hay là ông đặt quyền lợi đất nước Hoa Kỳ lên trên khi ông ta có những cái chuyện mà không
dùng vấn đề mà mạnh mẽ hơn với Trung Cộng trong vấn đề kinh tế, thì đây là cái câu hỏi mình không biết được, phải tương lai mới trả lời được. Nhưng mà đây là những cái chuyện mà chúng ta nghĩ, mà tôi nghĩ rằng ông Biden đó, ông sẽ có những cái gọng kềm nặng hơn, mạnh hơn với Trung Cộng hơn là từ dưới thời ông Tổng thống Trump. Tại vì ông Tổng thống Trump ông nói 10 á, thì ông làm được có 1 thôi. Tại vì cái phương thức làm việc của ông không hữu hiệu, và ông không có dám quyết liệt với Trung Cộng trong cái chuyện bảo vệ kinh tế. Dạ vâng. Khi mà ông Joe Biden được các cơ quan truyền thông ở hải ngoại họ loan tin gần như là về mặt hình thức đó, thì chúng ta thấy là các nước ở Âu Châu họ vội vàng họ chúc mừng, trong đó Đức, Pháp, Anh chẳng hạn. Thì cái điều quan trọng mà chúng ta muốn nêu lên câu hỏi với luật sư đó là ông Joe Biden liệu rằng cái hướng nhắm tới đó là ông liên minh với các nước Âu Châu trước và sau đó liên minh với các nước Á Châu để tạo thành một đồng minh lớn, và cái đồng minh này sẽ cô lập Trung Cộng trên cái mặt trận quốc tế. Thì luật sư đánh giá như thế nào qua cái diễn biến đối với NATO, đối với EU ở bên Âu Châu? Tôi nghĩ đó là chuyện rất là cần thiết. Chúng ta thấy là chúng ta phải kéo lại những cái thế đồng minh của chúng ta và liên hợp để bao vây Trung Cộng, để nó không có tốn sức, tốn đạn của người dân Hoa Kỳ mà nay lưng ra làm việc. Tại vì chúng ta phải nhớ là kinh tế Hoa Kỳ không đó, không có đủ sức đâu, mà chúng ta phải có sự giúp đỡ và cái sự mà đồng bộ của nhiều những cái nền kinh tế châu Âu, những cái nền kinh tế mạnh như chúng ta, để chúng ta có thể đồng tâm chúng ta bao vây anh Trung Cộng. Tại vì nếu chúng ta không đồng tâm bao vây Trung Cộng, sẽ có những cái anh xé rào, và những người xé rào đó họ sẽ đi thương lượng và liên hiệp với anh Trung Cộng. Trên đây là cần một cái chính sách, nó gọi là chính sách đồng nhất của các đồng minh chống lại Trung Cộng. Và chính sách này tôi nghĩ là ông Biden cũng có thể làm được với cái chuyện mà bộ nội các mới của ông ta, và ông ta sẽ đi những cái chuyện mà nhìn xa hơn. Thì tôi hy vọng là với cái nội các mới này ông ta sẽ làm được. Tại vì ông Trump đó thì coi như là dưới cái nội các của ông Trump đó, những người nào mà bất bình với ông đó hoặc là những người không đồng ý chính sách là ông đuổi ngay. Và cái nhìn của ông Trump thì rất là thiện cận trong cái chuyện mà những chính sách ngoại giao nó chỉ có tính cách nhất thời thôi. Tại vì khi mà anh ưu tiên tới mình đó, là anh gọi là Make America Great Again đó, thì không bao giờ anh sẽ có được cái chính sách lâu dài để cho anh hưởng lợi quốc gia của anh cả, mà chỉ chính sách nhất thời thôi. Cái hay của ông Trump là ông bán được cái chính sách nhất thời đó cho những người đang bầu và đã bầu chồng. Dạ vâng, những người mà đang hỗ trợ Tổng thống Trump và ngay cả những cái trợ lý thân thiết đó, họ nói là bây giờ thôi Tổng thống chấp nhận cái sự thua cuộc và chúng ta sẽ ra ứng cử vào năm 2024. Thì với cái nhìn, nếu mà dưới cái nhìn của luật sư là mình là nhìn về Tổng thống Trump năm 2024, liệu ông có ra ứng cử không? Và lúc bây giờ ông có ra, ông có thu hút, có sức, nghĩa là thu hút giống như là một thần tượng, giống như là một cái một người mà được nhiều người hỗ trợ còn tiếp tục sau 4 năm không? Cái này là ý đích của ông Trump đó. Và cái chuyện làm được hay không thì mình phải khảo sát. Tại vì ông ta đang dùng cái uy tín của mình để ông ta tiếp tục nắm lấy quyền lực. Tức là tiếng Việt mình nếu mà gọi là mình tham quyền đó. Cái chữ mà dùng chính xác là ông tham quyền cố vị, được lúc nào hay lúc đó, để ông tiếp tục ông lấy hậu thuẫn để ông lấy tiền. Và ông lấy cái tiền đó có thể là ông giữ cho cái quyền lực của ông tới 2024, có thể là của ông. Và có thể ông tiếp tục ông ra. Nhưng mà chúng ta phải nhớ tới 2024 đó, ông Trump ông còn già hơn ông Biden bây giờ đó. Tức là ông khoảng 78 tuổi lúc đó. Cho nên cái chuyện cái ma lực và cái chuyện mà hấp dẫn của ông và cách nói chuyện của ông sau 4 năm với ông Biden đó, thì không biết là người dân Hoa Kỳ lúc đó họ tỉnh ra chưa. Và nếu họ tỉnh ra rồi thì cái lời của ông nói và những cái chiêu bài của ông nói đó có thể người ta không nghe nữa. Nhưng mà đây cũng là bài học cho ông ở phía bên Dân Chủ, học bài học là rất nhiều người Hoa Kỳ, chúng ta phải nhớ là 70 triệu, ít nhất là 70 triệu người Hoa Kỳ, họ đã nghe lời chiêu dụ của ông Trump. Từ ông Trump đúc được tới cái tầng lớp mà lao động mà gọi là bị bỏ quên đó. Những người họ bầu cho ông Trump, ta phải nhớ là tại vì họ nghĩ rằng là ông Trump ông nói được những cái gì họ không nói được. Mặc dù cái sự nói của ông Trump và cái sự bạt mạng của ông Trump, cái sự mà gọi là bất kể nhân loại của ông Trump, bất kể nhân tình thế thái, muốn nói sao, nói tới, nói lui, nói dối, nói qua nói lại, chúng ta phải nhớ là phần đông con người chúng ta đều như vậy đó. Cái người bình dân họ đều như vậy. Và những người mà họ muốn nói nhưng mà họ không nói được thì họ đều có cái tâm nguyện giống như vậy đó. Tức là thích lâu lâu tôi thích nói ẩu, nói sảng, nói không cần biết phải nói gì cả. Phần đông chúng ta thì bảo ra là không đàng hoàng. Nhưng mà đó là những cái thành phần mà phía ông Biden phải để ý tới.
những người đó là gọi là những người người mà họ bảo là họ bị thành phần họ quên đó, họ rất ư là mê ông Trump. Cho nên thành phần đó tôi nghĩ là ông Biden đó, trong cái kỳ tranh cử kỳ tới là phải kiếm có cái thông điệp đó, và nhất là cái thông điệp mà chúng ta quan trọng nhất đó là những người làm truyền thông của chúng ta, không phải một vị nguyên thủ quốc gia, một vị làm chính trị nào mỗi lần mình phỏng vấn đó, anh nghị viên người gốc Việt, chẳng hạn như mình phỏng vấn một người làm trong Cộng hòa Dân chủ, người dân biểu, họ không đồng ý là tòa gọi mình là thổ tả, hoặc là gọi mình là fake news làm sao. Anh không đồng ý tôi gọi tôi là fake news à? Cái đó, cái quan điểm đó chúng ta nghĩ là chúng ta phải bỏ qua một bên. Tại vì truyền thông lúc nào họ cũng có những cái chuyện mà kiếm cái nguồn nó từ đâu ra. Và cái nguồn tin đó phải là nguồn tin khả tín, không thôi cơ quan truyền thông có thể bị kiện. Và chúng ta phải trở lại cái chuyện là những nguồn tin truyền thông không phải là thổ tả, hoặc là những cái chuyện mà gọi là fake news như ông Trump đưa ra. Anh không đồng ý là anh bảo fake news, là bảo cái đó là nói dối. Cái đó chúng ta phải trở lại sự trung thực của con người. Tôi không đồng ý với anh, nhưng mà anh phải là fake news. Tôi không đồng ý đâu. Anh có giữ kia những chứng minh về chuyện của anh ta hay không, của anh hay không? Thì đây tôi nghĩ là một cái chuyện mà chúng ta có trách nhiệm là những cơ quan truyền thông trong cái thời gian sắp tới phải để nhất là cái người gốc Việt chúng ta trở lại cái trạng thái là người không bị u mê cám dỗ bởi những cái tin tức không trung thực ở trên Internet nè. Dạ vâng. Khi mà luật sư nhắc tới điểm này, chúng tôi cũng thấy là rất là quan trọng. Đối với người Việt Nam của mình, nhân lễ trí tín, và đặc biệt là họ đó là một sự bất tín là 10 sự bất tín. Họ đặt cái tinh thần chữ tín nó rất là quan trọng trong cái vấn đề làm ăn cũng như vấn đề chấp nhận. Nhưng mà trong cái thời kỳ Tổng thống Trump mà lãnh đạo 4 năm vừa qua đó, thì dần như là người Việt Nam họ không quan tâm những cái chuyện đó. Họ nói quan tâm đó là ổng có nói láo 20.000 lần hoặc 30.000 lần thì đâu có sao, miễn là ông đem lại, ông đánh được trung cảm thôi. Thì tất cả những cái điều mà người Việt Nam mặc nhiên nhìn nhận và chấp nhận là cái nhân cách và cái đạo đức trong chính trị đó, họ bỏ quên đi. Thì tất cả những cái sự kiện này, và đặc biệt nữa là vấn đề truyền thông, khi mà đã nói truyền thông đó là một đệ tứ quyền, mà cái danh từ fake news đó là phát xuất từ Tổng thống Trump. Fake news không nghĩa là tin giả, đối với ông không có tin giả. Fake news là cái tin đó tôi không muốn nghe, cái tin đó là đối với tôi là tôi không đồng ý. Rồi người Việt Nam mình bây giờ trở thành quen đi, rồi cứ đưa ra cái gì cũng nói fake news, thành cái vô hình chung mình đánh giá cái đệ tứ quyền của truyền thông nó quá thấp. Và từ đó nó làm suy thoái, mà không những đối với nước Mỹ mà đối với cả thế giới. Khi họ nói là cái truyền thông đưa này là tin giả, fake news, nó trở thành quen đi, thì làm sao để mà mình phục hồi lại cái giá trị, cái phẩm giá của truyền thông đã đặt, mà cái giá trị của đạo đức trong lĩnh vực chính trị, thưa luật sư? Cái này rất khó đây, tại vì cái giá trị đạo đức đã bị ông Trump đạp đổ rồi. Coi như một người tổng thống Hoa Kỳ đó, một nước đứng đầu thế giới, một khi mà ông đắc cử đó, ông đạp đổ được chuyện này. Và rất tiếc là nhiều người gốc Việt chúng ta, thay vì để cái văn hóa mà nhân nghĩa lễ trí tín của chúng ta ảnh hưởng chúng ta đó, thì mình lại để cái chuyện mà ông Trump này ông ảnh hưởng tới mình. Không những là ông ảnh hưởng người gốc Việt đây, ông ảnh hưởng cả dân Hoa Kỳ nữa. Và chúng ta cũng biết là người ta bầu cho ông rất là đông, cho nên cái số mà người mà theo ông Trump này nó họ cũng đạp đổ những cái giá trị đó, tại vì họ tin vào cái chuyện mà sự mà make America first, tức là sự ích kỷ cho nước Mỹ đầu tiên đó, là cái chuyện mà họ cần thiết. Tức là trong cái chuyện này, những người da trắng thượng tôn chẳng hạn như vậy, những cái chế độ mà chủ thuyết mà thượng tôn của người da trắng hoặc trở lại là nước Mỹ là cô lập lại và chỉ mình biết hòn đảo của Hoa Kỳ thôi, thì đây là những cái chuyện mà tôi nghĩ là phía bên dân chủ họ cũng phải chấp nhận và phải để ý tới cái chuyện này, và một cách là chúng ta phải có cái những cái cơ quan truyền thông phải lấy lại cái uy tín của mình, và chúng ta phải học là cái chuyện mà ông Trump ông làm là có những cái vị mà ông Trump ông họ có thể làm được, và đạp đổ tất cả những cái chuyện mà đạo đức cũng như là uy tín của các cơ quan truyền thông mà người dân Hoa Kỳ đã có và nổi tiếng từ cả mấy trăm năm nay trong cái hiến pháp Hoa Kỳ. Nên đây là một chuyện mà chúng ta nghĩ là công sức của tất cả mọi người phải gọi như là phải giải độc đó. Rất khó chứ không phải dễ thôi. Nhưng mà đó là công tác của chúng ta. Dạ vâng, bây giờ còn ít phút còn lại thì mời luật sư kết luận đó. Luật sư muốn nói gì với những người mà ở trong nước lẫn hải ngoại mà khi mà say mê mà không nhìn thấy cái vấn đề
về đạo đức và cái giá trị, và đặc biệt là chúng ta ở Mỹ hiện tại chúng ta muốn bảo vệ cho cái danh giá của uy tín của nước Mỹ đó, là phải bảo vệ về cái đạo đức của nước Mỹ, bảo vệ về cái sự lãnh đạo tôn kính của nước Mỹ, về cái nền dân chủ của nước Mỹ. Chứ bây giờ ví dụ chính tổng thống là cái người lãnh đạo, mà tổng thống nói đây là cuộc bầu cử gọi là gian dối nhất hay là gian lận nhất trong lịch sử nước Mỹ, thì tự nhiên vô hình chung đó mình chính mình cho thế giới biết là mình là cái nền dân chủ này tệ hại quá. Thì luật sư kết luận như thế nào về vấn đề này trước khi chúng ta dạ vâng, liên riêng với người gốc Việt, người Việt Nam ở trong nước, thì tôi nghĩ là tất cả những người Việt phải hiểu đó là cái số mạng của người Việt ở trong nước cũng như chuyện mà bị Trung Cộng chi phối không là do quý vị ở trong nước, do người Việt và do cái sự quyết định của anh Cộng sản Việt Nam, tức là đầu têu, đầu dây, mối nhợ là do chính quyền Cộng sản Việt Nam, họ là người chịu trách nhiệm hoàn toàn cho tất cả những gì xảy ra ở trong nước, nước mà có bị Trung Cộng mua hoặc là Trung Cộng đè bẹp là cái sự yếu hèn của Đảng Cộng sản cầm quyền ở tại Việt Nam, chứ không phải tại ông Trump, không phải tại người nước ngoài. Cho nên chúng ta phải nhớ chuyện đó và chỉ mũi dùi vào cái chuyện là chính quyền Cộng sản Việt Nam phải thay đổi để đừng hèn yếu trước Trung Cộng, chứ không có lãnh, không có một phải một cái nước nào khác, một cái thế lực nào khác cả. Đó là chuyện đầu tiên. Chuyện thứ nhì nữa đó, là cái vấn đề bầu cử này, là trong cái chuyện mà họa tại Hoa Kỳ đó, chúng ta phải nhớ là nhiều người Việt bảo cái chuyện ông này ông cứ nói tin vịt, ông đi bầu lại, ông nói lại là có gian lận trong đây, không sao cả. Thật sự đây là cái tác của ông Trump vào cả một cái thể chế dân chủ Hoa Kỳ trong vòng hơn 200 năm nay rồi. Vấn đề bầu cử, ông đưa một cái gương ra trong cái Hoa Kỳ là người đi khuyên cáo các nước khác về vấn đề mà gian lận bầu cử, trong cái chính tổng thống Hoa Kỳ đương nhiệm thua phiếu về đại cử tri ra rất nhiều, mà cứ ra có những cái đơn kiện mà đã bị bác đi tới 30 cái đơn kiện, ít nhất là 30 đơn kiện rồi, tiếp tục vẫn nói là tôi thắng cử và đây là vấn đề gian lận. Nó là một cái chuyện nó đưa lên xấu mặt cho nước đất nước Hoa Kỳ vô cùng luôn. Và quý vị cũng phải biết đó, là muốn kiện ở ngoài tòa cũng dễ, anh phải có bằng chứng. Tại sao tới 30 đơn kiện các quan tòa gồm với Dân Chủ và Cộng Hòa họ đặt ra mà họ bác đơn kiện này? Cho nên phải tỉnh ra mà đừng có nghĩ theo cái vấn đề ông Trump là một vị thần thánh nào đó mà ông nói là ông làm được. Ông phải qua những quy luật, phải qua những cái vấn đề mà kiện tụng và có những cái khả năng kiện tụng và yếu tố về pháp lý. Nếu ông không có yếu tố và không có bằng chứng đó, ông sẽ không mang đơn kiện ra được. Cho nên quý vị phải nhớ như vậy, chứ đừng có mù quáng bảo là cứ nghe ông Thánh ông nói là mình nghe mà mình không có phân tích gì cả. Dạ vâng, qua sự trình bày của luật sư, chúng tôi xin được phép được khép chương trình ở đây. Chúng tôi thành thật cảm ơn quý khán giả đã theo dõi và lắng nghe. Cũng cảm ơn luật sư Đỗ Phủ, mặc dù rất bận rộn sau ngày lễ, nhưng mà cũng dành thời giờ để đóng góp trong chương trình này. Chúng tôi xin kính chào và xin kính chúc quý vị cũng như luật sư những giờ phút còn lại thật là bình an. Xin kính chào. Vâng, xin kính chào quý vị.